Vận động viên thể hình qua đời vì bị tạ hơn 200 kg đè lên cổ. Nam vận động viên thể hình người Indonesia gặp tai nạn và qua đời khi đang thực hiện động tác squat với thanh tạ nặng hơn 200 kg. Hôm ngày 15 tháng 7, Justin Vicky, 33 tuổi, đang thực hiện động tác squat, giữ thanh tạ sau cổ và ngồi xổm. Dưới sự giám sát của người hướng dẫn cá nhân tại phòng tập The Perajai Bali ở Sanur, Indonesia thì gặp sự cố với thanh tạ nặng gần 205 kg đè vào cổ. Mail đưa tin thanh tạ nặng đã làm gãy cổ và chèn ép nghiêm trọng các dây thần kinh chủ đạo nối với tim và phổi anh. Vận động viên thể hình đến từ Đông Java, Indonesia, được đưa đến bệnh viện, nơi anh được phẫu thuật khẩn cấp nhưng vẫn không qua khỏi. Trước đó, vào ngày 5 tháng 7, Vicky đăng video minh họa thực hiện bài tập squat lên tài khoản mạng xã hội, gọi đó là một trong những bài tập nguy hiểm nhất, mà nếu được thực hiện đúng cách có khả năng tạo ra mức độ tăng khối lượng cơ mà không bài tập nào khác có thể làm được. Vicky cũng khẳng định nó nguy hiểm kinh khủng. Là một vận động viên thể hình, chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân, Vicky có gần 30.000 người theo dõi trên Instagram. Anh trở nên nổi tiếng nhờ những bức ảnh và video tập luyện. Sau cái chết bi thảm của Vicky, phòng tập Perajai Bali gửi lời tưởng nhớ anh trên Instagram. Mô tả anh không chỉ là một chuyên gia thể hình mà còn là ngọn hải đăng của mọi nguồn cảm hứng, động lực và sự hỗ trợ vững chắc. Năng lượng và đam mê thực sự của anh ấy trong việc giúp đỡ người khác thay đổi cuộc sống của họ đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Thông qua việc thực hiện vô số bài tập, đưa ra những lời động viên và hướng dẫn tận tình, anh ấy đã trở thành một phần không thể thay thế trong hành trình rèn luyện sức khỏe và cộng đồng tập gym của chúng tôi, Perajai Bali viết. Bên ngoài phòng tập, Vicky được nhận xét là người bạn tốt. Nụ cười ấm áp và sự quan tâm thực sự của anh ấy với cuộc sống khiến chúng tôi cảm thấy được tôn trọng và trân quý. Anh ấy đã ăn mừng chiến thắng của chúng tôi, lắng nghe những cuộc đấu tranh và nhắc nhở rằng chúng tôi không bao giờ đơn độc trong hành trình hướng tới sức khỏe và hạnh phúc tốt hơn, Perajai Bali nhấn mạnh. Gửi Justin thân yêu, ảnh hưởng của anh với cuộc sống của chúng tôi là vô cùng to lớn. Di sản của anh vẫn sẽ tồn tại qua cuộc đời của vô số người mà anh từng tiếp xúc, những biến đổi có được nhờ anh đã truyền cảm hứng, tình yêu và niềm đam mê trong từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Hãy yên nghỉ nhé, bạn thân mến, anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi. Những người biết Vicky sau khi hay tin cũng đã nhanh chóng dành lời ca ngợi đến phong thái, lạc quan của anh và gửi những lời nhắn nhủ dưới bài đăng cuối cùng trên Instagram của anh. Anh ấy luôn tràn đầy những cảm xúc tích cực và truyền động lực cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ảnh hưởng của anh lên hành trình tập luyện của chính mình. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn, nhưng chúng tôi sẽ giữ cho tinh thần của anh ấy sống mãi, một người bình luận. Hãy yên nghỉ nhé, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh, một người khác viết. Hướng Dương, theo People, Mail.